một ca khúc nữa cuối cùng mà Mỹ Hạnh muốn gửi đến quý vị, đó là một ca khúc mà Mỹ Hạnh muốn gửi đến mẹ, đến gia đình của Hạnh, người đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ Hạnh trên con đường nhà của mình. Sau đây Hạnh xin gửi đến ca khúc đó là Thiên Ơi Địa Vĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mỹ Hạnh trên sân khấu hôm nay đã chính thức khép lại buổi tiệc âm nhạc nho nhỏ nhưng thật ấm cúng tại Feel Coffee hôm nay. Và để có được sự thăng hoa của Mỹ Hạnh cùng những dòng các khách mời trên sân khấu, chúng tôi không quên cảm ơn những nhà tài trợ Feel Coffee, Salon Tuấn Lê, tạp chí du lịch và giải trí Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm truyền thông Dano TV. Và đặc biệt là cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị, các anh chị, các bạn tại Feel hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi và chờ đợi những sản phẩm, những thành quả âm nhạc của Mỹ Hạnh trên con đường phía trước. Chúc em luôn tìm thấy nhiều cảm hứng trong âm nhạc và học tập thật tốt, thành công hơn nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những sự kiện lần sau. Sau này có thằng Hay rồi đấy. Bạn được 3 điểm kỹ thuật. Hả? Và 1 điểm cho cảm xúc hôm nay, bạn được 4 điểm. Vậy muốn 10 điểm. Tôi hy vọng Hạnh sẽ học được 6 điểm nữa tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Để là một Mỹ Hạnh 10 điểm cho mắt tất cả quý vị chúng ta yêu mến và chờ đợi. Trong một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Rất là đẹp. Không phải của họa sĩ mà của bác sĩ Liêm. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm rất nhiều, món quà rất là ý nghĩa dành cho Mỹ Hạnh. Và bạn sẽ mang món quà này đến với Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bác sĩ Liêm rất nhiều nữa. Có đâu hơn đại lộc quê mình, không có đâu tình bằng đơn thương đến nhớ say dứt trong tim mong ngày trở về. Sông nước vu xa một dòng êm